Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Chúng ta sẽ có một cái con mà mình cũng vừa mới up hôm nọ xong. Con này thì nó mang tên là con Monsman và nó là Epic, độ hiếm là Epic này. Sẽ có hai hệ, hệ cây và hệ magic. Con này thì mình chưa có lần nào cả. Chúng ta sẽ cho vào đây nha. Và bắt đầu đi review ngay con mới này. Đó, tiến hóa lên. Wow, đẹp chưa? Wow, nó sẽ làm gì đây? Con bọ đúng không? Đây là con bọ đúng không? Nó sẽ thổi cát à? Oh, con này gây độc này. Có vẻ khá là bá đạo ta. Để mình sẽ xem các skill của nó như thế nào đây. Đấy, Moments. Đây là con mới của chúng ta luôn. Và chỉ số của nó đây. Wow, tất cả đều mắc hết. Công mắc, thủ mắc, công mắc này, máu mắc này, tốc độ này, vàng. Chỉ có một cái stamina thôi. Ai cha, ghê ta. Zone key, memory. Nó sẽ gây ra đam natural lên toàn bộ đam, gọi là đam hệ lá đấy, lên toàn bộ enemy này. Con này hệ lá là hệ chính. Heal by 100%. Và wow, có vẻ là chúng ta sẽ hồi cả máu và cả stamina thì phải. Rồi, chúng ta sẽ test thử nó luôn nha. Đây chính là cái con Aracho. 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 Để xem nó tác dụng gì không. Dạng 1 nhìn đẹp vãi, dễ thương vãi nhỉ. Cánh bé tí. Chúng ta cho nó ăn này. Tiến hóa rồi, đang tiến hóa đấy. Bay lên. Chúng ta sẽ học được một chiêu Stamina Lake trong vòng 3 turn. Để xem nào, mình cần cái skill gì đây. Mình chưa biết xem mình cần cái skill gì cho con này đây. Đâu rồi, bị đâu mất rồi em. Wow, poison trong vòng 4 turn cả. Khó chịu kinh khủng nhờ. Nhưng mà đây chỉ là one enemy thôi. Con này khá hay, con này chuyên độc. Mình chưa con nào là chuyên về độc. Thế mình nghĩ con này đánh khá ổn đấy, đúng không? Con này sẽ gây ra tuyệt chiêu là đây trong vòng 3 turn, one enemy thôi. Mình sẽ cho nó như thế này đã. Panic Winch. Cấp 20 thì nó sẽ ra gây cho one enemy. Và đây là một chiêu poison tiếp theo này. Thay luôn chiêu 2 luôn. Chiêu 2 khá là vô dụng nên mình sẽ dùng cái chiêu này. Cấp 25 của chúng ta sẽ gây ra daze, vừa là gây ra daze, vừa gây ra blind, vừa gây ra mù mà vừa gây ra giảm đam đến các kiểu đây. Một đam một chiêu của hệ magic. Ok, stamina lake mình không cần chiêu này, chắc chắn luôn 100% rồi. Thì sẽ bỏ như vậy đi. Con này hay mà, con này đánh rất là hay. Theo mình thấy là thế. Nó sẽ có loại bỏ 50% stamina từ enemy. Yêu cầu là cooldown. Đây là một chiêu magic. Ok, mình sẽ bỏ chiêu gì đây. Cái này gây ra là poison trong vòng 4 turn. Cái này gây ra daze trong vòng 4 turn. Cái nào gây ra poison ngon hơn ta? Cái này chính là sẽ phải bỏ rồi. Cái chiêu này ngon hơn này. Cái chiêu hiện tại của chúng ta này. Mới cấp 30 thôi. Mình sẽ cho nó lên nào, xem nào. Chiêu này, gây ra khả năng cho nhiều kẻ địch này. Nó sẽ loại bỏ 50% stamina toàn bộ kẻ địch. Ai chà. Khá là giống chiêu của con Legendary, cái con băng băng của mình ấy. Có vẻ khá giống nhỉ. Thế khá là giống. Nó là chiêu magic đúng không? Mình sẽ bỏ chiêu nào đây. Đây, chiêu poison này. Vấn đề là thật ra mình cũng không cần chiêu này lắm. Theo như mình nghĩ là thế. Mình có đây trong vòng một turn này. Rồi mình sẽ bỏ chiêu này đi. Mình khá thấy các chiêu này khá cùi nên sẽ bỏ chiêu này đi. Cấp 35 rồi. Và đây là cấp 40 của chúng ta. Sẽ là một chiêu poison. Poison trong vòng 4 turn. Wow. Toàn bộ kẻ địch này anh em. Hay. Chiêu này hay. Theo mình nghĩ rất là hay. Đam nó hơi bé một chút thôi nhưng mà nó sẽ gây ra poison cực kỳ gọi là khó chịu luôn. Mình sẽ học chiêu này luôn này, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ có cấp 60 nhá. 344 này. Poison trong vòng 4 turn, one enemy. Chiêu này thì mình không cần đâu. Chắc chắn 100% là thế.
Thì sẽ cấp 50 của chúng ta gây ra, wow, toàn bộ cái này gây ra daze và mù hai turn này. Chiêu này hay này anh em. Mình sẽ bỏ chiêu one enemy lên đi. Bỏ đi chắc chắn rồi. Bá cháy, phải nói khá là bá cháy. Cấp 50, chắc mình sẽ dừng nó ở cấp 50 thôi. Thấy con này khá ổn. Vấn đề là cái con bọ này khá là ổn đấy chứ nhờ. Không hề yếu một chút nào đâu. Ok, chúng ta sẽ test thử con này luôn nha. Trước tiên mình sẽ lấy vàng đã. Lấy vàng để lấy thêm các cái điểm đã. Nhìn chung là thu hợp cái coin này nó hơi khó một chút so với cái Monster Legend, à cái Dragon City. Nó yêu cầu chúng ta cứ tầm khoảng 4 tiếng thì vào thu hoạch một lần. Và nó nhiệm vụ nó dàn trải lắm. Chăm chỉ thì ta sẽ đầy đủ điểm thôi. Chúng ta đang cố gắng lấy full điểm đã, tính sau. Ở thế này. Tại vì là trong kia nó còn một số cái chìa khóa để mở ra mấy con Legend mà mình đang cần. Mà mình đang muốn sưu tập. Chúng ta cứ lấy hết đi đã, xong rồi tính sau đấy à. 26 mờ vàng, bao giờ mới đủ 80 mờ vàng để mở thêm khu đất đây? Thật ra thì mình cũng chưa cần mở khu đất vội. Mình cần phải nâng cấp tất cả các cái môi trường lên đã, cho nó chứa được nhiều vàng hơn đã. Bắt đầu là trồng thêm thức ăn này. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi nâng cấp nào. Đầu tiên là nâng cấp cái chuồng Legend này. Nâng cấp cái chuồng Legend này cực kỳ lâu, mất 10 mờ để nâng cấp lên này. Thì nó sẽ chứa thêm hai con Legend nữa. Nâng luôn thôi. Để làm cái gì đúng không? Rồi. Và theo nữa thì ở đây nó có cái xem quảng cáo. Xem quảng cáo để lấy thêm cái điểm mây coin này. 20 giờ là cái gì đây? Không biết đây là cái gì. Chúng ta xem luôn đây là cái gì luôn. Hình như đang giảm giá đúng không? Con Ready Dragon thì thật ra thì mình cũng muốn lấy lắm nhưng mà không đủ điểm. Vấn đề là không đủ điểm để có thể là đi được. Con này trong cái đường con này nó có cái chìa khóa gì không? Không có. Chỉ toàn là trứng và game thôi. Ready Dragon. Ok, nó là Legendary đấy. Nó còn 20 giờ nữa, không biết có kịp để có thể lấy được nó không. Nếu mà đi đường con này thì chúng ta sẽ lấy được thêm một số thức ăn, một số cái thứ linh tinh. Ok, xem có nên đi không nhỉ? Vấn đề ta có nên đi. Ở đây ta sẽ lấy thêm cái cục xeo này. Con nào cũng rất là quan trọng. Con Ready, mình chưa biết sẽ đi theo đường nào đây. Thôi đi lấy chìa khóa đã, là quan trọng hơn. Continue này, tiếp tục đi xuống dưới. Ok, con này thì nó mình có quả trứng con này rồi anh em. Phải nói thật sự là mình có quả trứng của con này rồi. Khá là buồn ta. Bây giờ mình sẽ đi con Dagan. Con này thì mình chưa cũng có rồi. Nhưng chúng ta cần phải đi lấy chìa khóa. Chắc chắn 100% là đi lấy chìa khóa rồi. Thêm 1000 thức ăn này. Thật ra thì mình cũng chẳng nhiều điểm lắm. Một cái Runner Stamina cấp 3. Chìa khóa này. Phía dưới ta sẽ có chìa khóa luôn. Bắt đầu quay số nào. Ra cái gì không? Nó sẽ ra game hay ra cái gì? Ra thức à, ra game, ra vàng. 10.000 vàng. Tiếp tục là đi thêm một cục thức ăn. Sau đấy thêm cái chìa khóa rồi này. Đây sẽ là chìa khóa của chúng ta. Bắt đầu xoay số. Quay số nào. Game không? Maze coin cũng được, 25 điểm. Tạm được. Đó, thêm chìa khóa để mở cái con quái nào ấy. Con ngựa chưa đủ này. Con Belabos à, một chìa khóa của Don Quixote. Phía dưới còn chìa khóa nữa nên chúng ta cần phải đi được cả chìa khóa vàng này. Nhìn chung con này đi đường thì nó cũng khá ngắn thôi. Tập trung thì đi lấy thêm điểm nào. Một nhiệm vụ xong rồi nha. Nhiệm vụ mình sẽ yêu cầu cái cục xeo cái. Đây cái. Đây, chúng ta sẽ yêu cầu cái cục xeo này. Hello anh em. Cái con này mình khá thích. Con Kryotan mình khá thích. Tại vì mình đánh với nó rồi và nó khá khó chịu. Cái chiêu thức của nó. Mình đang cần xin để đủ cục. Mình thật ra thì mình có thể dùng được cái cục Millennium cái gì đó để có thể là kích hoạt luôn. Nhưng mà thật ra cũng không cần thiết, mình cũng không cần vội lắm. Tại vì mình còn mấy con Legend mình còn chưa nở cơ. Vì thế ra cứ từ từ bình tĩnh thôi. Đi từ từ bình tĩnh. Hot là cái gì đấy? À, thức ăn. Volsteak đang bán giảm giá 249. Lần trước 449 đồng mà mình còn chẳng mua nữa là. Ok, Love Season. Thật ra thì cái gì đây? Cái hòm đúng không? Hòm mình vừa mở rồi. Chúng ta sẽ không còn cái hòm gì nữa trong này đâu.
Thì tranh thủ chúng ta sẽ đi rồi mình sẽ vào trong này và chiến đấu thôi. Trong này và chiến đấu này. Hầm ngục xem nào. Tìm kiếm hầm ngục xem nào. Chỉ có mỗi hầm ngục game thôi. Nó yêu cầu hai con rồng kia thì có quái đâu nhỉ. Bộ này trâu bò lắm đây. Khó chịu thế nhỉ. Xem nào. Cấp đều 95 hết. Tại vì nó sẽ bằng cấp với mấy con mạnh nhất của mình hiện tại. Không được rồi. Nếu thế thì mình cũng không thể nào mà đánh được ở trong này rồi. Tại vì team mình rất là yếu. Team hiện tại legend này rất là yếu luôn. Phải cho nó ăn lên max cấp. Vấn đề là mấy cái temper thì mình còn chưa nâng hết lên cấp cơ. Mình sẽ phải nâng lên khoảng 4M này. Đấy thấy chưa. Cái này level 5 này. Thunder này. 3M này. Phải nâng hết lên cơ. 4M này. Wow. Vàng mà nó tụt rồi. Như nước vậy sợ thế. Nó tụt như nước này. Cái vàng tụt như nước này đánh thấy quái là được nhỉ. Vấn đề thôi rồi mình sẽ chờ trong cái multiplay nè. Để bắt đầu là chiến đấu trong này. Mình sẽ có con mới trong này. Ồ, mình thua nhiều quá này. Chúng ta sẽ... Mình toàn để quên để team thủ thôi. Còn bao nhiêu ngày nữa sẽ kết thúc. 7 ngày. Mục tiêu là 2k nhá. Hôm qua test Lord Mortus rồi thì hôm nay sẽ test con mới. Con 50. Đó chỉ là con Moman Epic. Rồi. Với cái team này thì không cần nói quá nhiều. Hoàn toàn là đập nát cái bọn này ra luôn này. Tiến lên. Chúng ta sẽ tiến lên và chiến đấu với nó. Nào, mình sẽ test thử tất cả các chiêu của con Moman. Con bọ. Con bọ này thử gọi là con gì ta. Nó giống cái con Holo ở trong Bliss. Thần chết ấy. Chuyện tranh thần chết ấy. Mình sẽ điều khiển nó trước này. À, một con không bị điều khiển kìa. Vấn đề một con không bị điều khiển. Hai con bị điều khiển đúng không? Cắn chết cái con không bị điều khiển đi. 23.000 máu này. Chết mẹ. Chết mày đi. Và bây giờ sẽ tiếp tục sử dụng chiêu Nocturner. Thật ra thì chẳng cần dùng. Cứ để nó đánh đi đã. Mình hồi stamina này. Con sẽ bắn Ultra Shot. Ý, Daze Block rồi. Con Fusion. Con Block Grab. Đẹp phết. Nó có khả năng gây ra chiêu Daze. Ý, ý. Stop ghép. Đây kiểu lắp ghép ấy. Thật ra thì mình có thể điều khiển được thêm lần nữa này. Điều khiển nốt con này luôn đi em. Shadow Yells. Đúng rồi. Thật ra thì Moman vào đây đánh thì cũng được. Chiêu này On Enemy. Loại bỏ một 50% stamina này. Đàn bọ đâu? Đấy, đàn bọ trừ một nửa stamina. Thớn chưa? Mình bị cái bẫy à. Cái bẫy của cái con laser này. Con robot laser này. Đấy đi, đánh đi. Ok. Mình đang bị điều khiển đúng không? Hồi stamina cái. Hồi tiếp stamina cái. Vào đi. 3.400 và nó bị mất lượt rồi. Cái con kia. Moman còn lâu mới đến lượt. Với cái cấp độ như thế này 6.500 máu. Thật ra thì mình giết nó một phát được luôn mà. Hell Horder này. Hoàn toàn có thể giết nó phát được luôn mà. Cả hai con thôi giết nó luôn đi. Mình đã test được một cái skill của con Moman. Đó chính là loại bỏ 50% stamina. Nhìn chung là nó cũng sẽ thổi một đàn bọ bay vào bên kia. Mình sẽ thử thêm một chiêu nữa. Ồ, tận dưới này thêm 15 này. Quay số nào. Mục tiêu của chúng ta là 2k hay là 2k rưỡi nhỉ? 2k rưỡi chứ. Một cái máu level 1. Đây đây. Chúng ta sẽ đấu với bọn nào cũng được mà. Chiến đấu, đấu với bọn nào vừa sức thôi. Bọn này thật ra thì cũng giết được. Có một con cấp 100 thôi mà. Khá yếu. Tiến lên nào. Buster, chiến đấu nào. 1250 máu này. Cái gì đây? Cái con cổ vật gì đó. Nhanh hồi em cái anh ơi. Lâu quá, cái này lâu vãi. Miss một con này, thấy chưa? Con này nó sẽ miss kìa. Kháng Possessor thôi, cắn chết rồi. Ây chà. Ôi, cũng miss này. Vãi luyền thật. Này thì miss này có 1200 máu mà đánh với anh á. Láo thật. Hai con này mới là đáng sợ thôi. Còn bọn này thì nó bình thường. Ui,
Thở phát chết luôn rồi, chẳng đáng sợ mấy đâu. Thật ra là không đáng sợ tí nào đâu. Cộng thêm máu đi em. Bắn cái chai rượu đúng không? Cộng 50% đam này. Khay vãi. Đã không đánh được còn cộng thêm 50% đam cho mình đi. Bó tay. Tổng đến bó tay. Yes, ok. Thật ra thì mình có thể cắn chết được một con được. Mình sẽ tiếp tục điều khiển thêm con này một lần nữa. Đây, mình sẽ test được chiêu 2 của con này luôn. Tấn công. Chiêu này thì on enemy nó sẽ gây ra poison nhưng mà 4 turn. Khó chịu kinh. Một chất độc nhầy nhầy. Trừ đam, cái poison nó sẽ là trừ đam. Rồi mình sẽ cần test thêm chiêu nữa của con này đó. Nó có 4 chiêu cơ mà. Chưa test được hết thì ta chưa xong đâu. Bọn này thì vẫn điều khiển thôi, vẫn bị điều khiển thôi. Nên đánh thoải mái. Tẹt bô. Bắn này. Poison rồi. Vào đây đi. Miss à. Ghê ta. 816 ác mộng cái gì đó. Nó tỉnh dậy rồi. Trời. Cuối cùng là mình không test được à. Rồi cắn chết nó vậy. Vua rơi. Triệu tập rơi xuống. Cắn xé. Cắn. Ngon. Ghê đấy. Các bạn tại vì thức ăn mình có giới hạn nên mình không thể nào mà nâng max mấy con này được. Mình chỉ nâng max được legend thôi. Và còn rất rất nhiều legend khỏe hơn mấy con này. Vì thế cho cứ để tạm đây vậy. Lúc nào rảnh thì mình sẽ có thể nâng lên nó lên vậy. Lúc nào thừa thức ăn ấy. Hiện tại thức ăn vẫn đang cần để cho một số con legend nữa. Chúng ta đấu với trận cuối cùng nào. Ok, trận nào cũng được. Cứ 100 này. Chúng ta đánh nhanh thì ra giết nhanh thôi. Chúng ta đánh một phát là chết hết cả bọn này luôn mà. Bọn này không kịp nào là khả năng đỡ đòn lại được cái chiêu này của mình. Fighting, chiến đấu. 6000 mấy đây. Thật ra thì mình muốn test thử một chiêu nữa thôi. Miss một con nhá. Nhiệm vụ là cắn chết con này luôn. Con nào mà không bị điều khiển là mình sẽ cắn chết nó. Trừ độ chính xác và trừ đam. Cũng chết luôn kìa. Đợi. Điều khiển 2 tên. Tốc độ khá ổn. 45.000 máu à. Cấp 100 à. Khá ngon. Theo mình thấy khá ngon. Nó cũng chiêu gây ra blind và mù. Cực kỳ là thấm. Đó, kháng blind này. Kháng blind các kiểu này. Thôi cắn nó chết luôn thôi. Nó trâu phết đấy, không phải dạng vừa đâu. Trâu phết đấy. Nào thì trâu này, mình đánh có 20.000 thôi. Nó có tận 17.000 cơ. Thấy chưa? Tự anh đánh mình đi. Giờ set được có 4.900 thì yếu quá nhở, cá yếu. Cắn xé. Không bị mất máu dần mà chết nhở. Rồi mình sẽ dùng chiêu mưa răng. Mưa răng. 34k. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.